Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp. Chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D của bên nhà Hyundai mà trong cái video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày 20 tháng 7 năm 2023. 10 ngày nữa thôi là kết thúc tháng. Video này Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này lại tăng cường dành cho từng phiên bản cao cấp của Santa Fe. Chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện, về tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Santa Fe cao cấp thì có máy xăng cao cấp và máy dầu cao cấp. Máy xăng cao cấp thì sử dụng động cơ 2.5 Smart Trim, sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Máy dầu cao cấp thì sử dụng động cơ 2.2 Smart Trim, sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Và tại thời điểm này, với bản cao cấp của Santa Fe thì mình xin phép cập nhật vào cái phần giá luôn. Với máy xăng cao cấp hiện tại thì đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 275 triệu đồng. Tại thời điểm này đại lý khuyến mại gần 90 triệu dành cho quý chị các bạn, tăng cường thêm so với thời điểm của dịp đầu tháng 7. Ngoài ra vẫn có chương trình về quà tặng, tặng thảm sàn, tặng bọc vô lăng da, tặng nước hoa cao cấp, tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ 5 triệu đồng. Vậy thì sau khi trừ khuyến mại lăn bánh ở tỉnh của xăng cao cấp là 1 tỷ 253 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 285 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 273 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1253, Hà Nội là 1285 và thành phố Hồ Chí Minh là 1273 theo phương án trả thẳng. Trả góp máy xăng cao cấp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 303 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 336 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 323 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 303, Hà Nội là 336 và thành phố Hồ Chí Minh là 323 theo phương án trả góp số tiền tối thiểu với bản xăng cao cấp. Tiếp theo sang phiên bản máy dầu cao cấp. Máy dầu cao cấp thì đắt hơn máy xăng cao cấp là 100 triệu đồng. Máy dầu thì có mức giá niêm yết là 1 tỷ 375 triệu. Tại thời điểm này thì đại lý giảm giá khuyến mại hơn 95 triệu đồng quý các bạn nhé. Vẫn tặng thảm sàn, bọc vô lăng, nước hoa, thẻ bảo dưỡng dịch vụ 5 triệu. Sau khi trừ khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh của bản máy dầu cao cấp 1 tỷ 350 triệu. Hà Nội là 1 tỷ 384 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 370 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1350, Hà Nội là 1384 và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 370 triệu đồng. Mức giá này bản dầu cao cấp so với thời điểm dịp đầu tháng thì khuyến mại giảm giá thêm được khoảng tầm 12 triệu đúng không ạ? Trả góp bản máy dầu cao cấp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 326 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 360 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 346 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 326, Hà Nội là 360 và thành phố Hồ Chí Minh là 346 theo phương án trả góp lăn bánh được máy dầu cao cấp VIN 2023. Đó là mức cập nhật giá thay đổi tại 10 ngày cuối cùng của tháng 7 2023 này dành cho máy xăng cao cấp và máy dầu cao cấp của Hyundai Santa Fe. Vậy thì nhân tiện video này, mình cũng xin phép là giới thiệu nhanh những đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option, tính năng, an toàn và kỹ thuật dành cho anh chị khách hàng lần đầu tìm hiểu về cái phiên bản này. Đầu tiên thì mình xin phép là giới thiệu về phần ngoại thất của xe trước. Phần ngoại thất thì bao giờ chúng ta cũng sẽ quan tâm tới cái đầu tiên, đó là cái mặt ca lăng. Cái mặt ca lăng của Santa Fe được kéo dài sang hai bên và toàn mặt ca lăng được ốp mạ chrome sáng bóng theo cái dạng lưới tổ ong quý anh chị các bạn ạ. Cái kiểu dáng thiết kế như này thì sẽ giúp cho khách hàng chúng ta vệ sinh cũng rất là dễ dàng cho cái phần mặt ca lăng này, và nó cũng tạo ra cái điểm nhấn cho cái phần đầu xe này với những cái chi tiết được ốp mạ chrome này. Ngoài ra thì logo của Hyundai cũng là ốp chrome sáng bóng, và ngay bên dưới này chúng ta có một cái mắt camera 360 độ để cho khách hàng mà chúng ta ngồi ở phần trên phần lái xe, chúng ta có thể quan sát phần đầu xe này rất là dễ dàng thông qua cái camera 360 được trang bị sẵn ở cái xe này. Tiếp theo phần công nghệ đèn trang bị chúng ta có thể để ý tới, đó là cái dải đèn LED định vị ban ngày theo cái hình chữ T và được đặt song song như thế này. Tích hợp trong cái dải LED định vị ban ngày này, chúng ta có đèn xi nhan các bạn nhé. Mình đang bật đèn xi nhan cho nên là để các bạn có thể nhìn thấy, nhận biết được cái xi nhan nó ở đâu. Tiếp theo nữa là phần đèn pha cốt của chiếc xe này là đèn dạng bi LED các bạn nhé. Đèn pha cốt dạng bi LED và có cái tính năng đó là đèn pha tự động thích ứng và có đèn pha tự động bật tắt tự động, có nghĩa là khi mà chúng ta bật ở chế độ tự động, đèn nó sẽ tự động sáng khi trời tối và tự động tắt đi khi mà trời sáng.
phần bao viền xung quanh của cái mặt ca lăng này được ốp mạ chrome. Chúng ta được trang bị là 4 cảm biến ở phần đầu xe này quý chị các bạn nhé. Những cái lỗ này này, những cái vật đen đen này này, cái chấm đen này, đó là 4 cái cảm biến ở phần đầu xe, kết hợp với cả một cái camera, mắt camera 360 nữa. Thì các bạn yên tâm, chúng ta quan sát căn chỉnh rất là dễ thôi. Ở bên dưới này chúng ta có một cái miếng nhựa đen này, nó chính là cái miếng nhựa mà được phục vụ những cái tính năng an toàn, bao gồm là phòng chống va chạm với người đi bộ, hay là cái tính năng an toàn hỗ trợ là giữ làn, cảnh báo lệch làn, quý chị các bạn ạ. Đó là về phần đầu xe. Thì nhìn toàn cảnh chúng ta có thể nhận thấy nó rất là trường xe, vững chắc quý chị các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì xin phép giới thiệu đến quý chị các bạn sang cái phần sườn xe của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp này. Với phiên bản cao cấp này thì chúng ta có thể để ý tới cái kính này của xe, nó có cái đã có màu tối sẵn rồi. Kính này là kính hai lớp các bạn nhé, nó khác với phiên bản tiêu chuẩn. Phần mặt la răng bao giờ cái là chúng ta quan tâm tới đầu tiên theo cái dạng hình ông sao. Cái mặt la răng này thì thời điểm đầu ra mắt thì nhiều người thích, nhiều người không. Nhưng mà khi mà nhìn quen dần thì chúng ta cũng thấy nó cũng rất là đẹp quý chị các bạn ạ. Mặt la răng này là 19 inch và cả 4 bánh đều là 4 bánh, là phanh đĩa 4 bánh có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có hỗ trợ đổ đèo, có cảm biến áp suất lốp các bạn nhé. Thương hiệu lốp sử dụng là lốp Kumho quý anh chị các bạn ạ. Những cái tính năng an toàn của chiếc xe này thì có thể kể nhanh qua, đó là có cái tính năng an toàn theo cái gói Hyundai Smart Sense. Chúng ta có hỗ trợ phòng chống va chạm với người đi bộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn quý anh chị các bạn ạ. Đấy. Hiển thị kính lái HUD, đây là những cái tính năng rất là nổi bật của Hyundai Santa Fe. Phần gương chiếu hậu được sơn cùng màu thân xe, được tích hợp xi nhan trên gương. Gương là gương gập điện, chỉnh điện và có cụp gương tự động quý chị các bạn nhé. Ngoài ra trên cái phần gương chiếu hậu này có cái hỗ trợ cảnh báo điểm mù ấy, quý chị các bạn ạ. Ngoài ra đây chúng ta có một cái mắt camera 360, nó được sơn đen cho nên là chúng ta cũng hơi khó nhận biết. Tiếp theo nữa là cái phần viền chân kính này, xin phép giới thiệu, nó cũng đã được ốp mạ chrome rồi quý chị các bạn ạ. Viền chân kính cũng đã được ốp mạ chrome rồi, phần viền bên trên này cũng đã được ốp mạ chrome rồi quý chị các bạn nhé. Phần tay nắm cửa của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp này thì phần tay nắm cửa của chúng ta cũng được tích hợp nút mở chìa khóa thông minh Smart Key, bên trên được sơn được ốp mạ chrome, bên dưới này được sơn cùng màu thân xe. Giữa màu chrome và màu đen nó sẽ tạo ra cái cảm giác dáng vẻ thể thao cho cái phần tay nắm cửa này, nó sẽ khỏe khoắn hơn. Bên dưới này chúng ta có một cái thanh được sơn màu bạc các bạn ạ. Nó sẽ tạo cái cảm giác cứng cáp hơn cho cái phần sườn xe này, cùng với những cái chi tiết, những cái đường gân dập nổi dọc theo cái phần sườn xe này, nó tạo cái cảm giác cứng cáp và chắc chắn hơn, khỏe khoắn hơn cho chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Tiếp theo sang cái phần đèn hậu phía sau này, phần đuôi sau này, thì chúng ta bao giờ cũng quan tâm tới phần công nghệ đèn, rồi là quan tâm tới những cái tính năng an toàn, trang bị tính năng tiện ích cho cái phần đuôi sau này của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp. Thì đầu tiên là chúng ta quan tâm cái phần đèn hậu, nó được nối dài từ cái phần thân xe tới cái phần nắp cốp phía sau này. Và đây chúng ta có một cái giải LED các bạn nhé. Đây mình chưa bật đèn pha cốt cho nên là nó chưa sáng cái đèn kia lên. Cái đèn này mà nó mà sáng lên thì nó được chia khoang, thì nhìn nó sẽ rất là đẹp các bạn ạ. Khi đặc biệt là khi mà chúng ta đi trong những cung đường trời tối. Đây là cái giải, đây là cái đèn trang trí thôi các bạn ạ, nó không có sáng đâu. Với chiếc xe Hyundai Tucson thì nó sẽ sáng, nhưng Santa Fe thì không sáng. Ở đây chúng ta có một cái logo Hyundai được ốp mạ chrome sáng bóng. Bên dưới này chúng ta có được trang bị là một cái mắt can lùi các bạn nhé. Ngoài cái cam lùi ra thì chúng ta được trang bị là 4 cảm biến lùi nữa. 4 cảm biến lùi. Ở đây chúng ta có cái đèn xi nhan mình đã bật sẵn ở đây rồi, để các bạn biết nó đặt ở bên dưới này, giúp cho khách hàng khi mà những cái xe đằng sau chúng ta dễ nhận biết hơn nếu chúng ta có nhu cầu rẽ trái hoặc rẽ phải. Đây là 4 cái mắt camera mắt cảm biến lùi anh chị nhé. Khi mà khách hàng chúng ta căn chỉnh, đặc biệt khách hàng mà chúng ta đang lần đầu lái xe, vừa có cam lùi vừa có cảm biến lùi thì chúng ta sẽ dễ dàng lùi chuồng hơn. Ốp cảm sau được ốp mạ chrome toàn và nó sẽ giúp bảo vệ cho cái phần cảm sau này. Với phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ là ốp nhựa thôi, nhưng với phiên bản này thì chrome rồi, thì sẽ giúp chúng xe, cái xe của chúng ta sẽ bảo vệ cái phần thanh cản sau này tốt hơn. Phần cốp này thì ở hàng ghế thứ ba mình đã dựng đứng lên rồi. Nếu chúng ta có nhu cầu muốn một cái không gian cốp rộng rãi thoải mái thì các bạn phải hạ cái hàng ghế
thứ ba này xuống. Chứ còn tất cả những cái dòng xe trong phân khúc 7 chỗ mà kéo cái hàng ghế thứ ba này dựng thẳng lên để ngồi như này thì cái không gian cốp có thể nói là cực kỳ là nhỏ luôn. Đấy, trước mắt các bạn có thể nhìn thấy. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ kéo cái hàng ghế thứ ba này gập phẳng ra thì đương nhiên chúng ta lại có một cái không gian cốp rất là rộng rãi, thoải mái. Nếu chúng ta đi với số chỗ ngồi dưới 5 chỗ ngồi thì chúng ta cứ gập phẳng cái hàng ghế thứ ba này để chúng ta có thể để đồ. Đồ chúng ta có thể để rộng rãi, thoải mái, cực kỳ là rộng rãi luôn. Nếu cái ghế ở hàng ghế thứ ba này chúng ta được gập phẳng các bạn nhé. Có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ ba này, quý chị các bạn ạ. Có cửa gió điều hòa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là tăng giảm tốc độ quạt gió ở cái hàng ghế thứ ba này một cách là dễ dàng. Đây, mình hạ hàng ghế thứ ba ở cái vị trí bên phải này. Ở bên đây chúng ta có một cái nút, đó là xoay tăng giảm tốc độ quạt gió các bạn nhé, tăng giảm tốc độ quạt gió. Ngoài ra chúng ta có một cái cổng sạc nhanh cho người ngồi ở hàng ghế phía sau này. Đó, khi mà chúng ta nhận xe thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Ở đây dưới đây chúng ta có một cái khoa thang, có một cái miếng chia khoang, chia đồ ấy. Ngoài ra thì chúng ta có một cái kích lốp ở đây nữa. Khi chúng ta nhận xe thì chúng ta cũng kiểm tra kỹ để tránh cái trường hợp mà nhận xe về thì mới bảo là không có thì nó cũng rất là khó, quý chị các bạn ạ. Không gian nội thất bên trong của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp này thì các bạn có thể nhìn thấy nó nổi bật với cái màu da nâu kết hợp với cả những cái phần táp lô màu đen, quý chị các bạn nhé. Màu đen kết hợp với cả màu nâu. Những cái dòng xe SUV thì thường nó sẽ lấy cái màu nâu này là cái màu chủ đạo. Hầu như là các thương hiệu khác thì nó cũng như vậy thôi. Đây là nó lấy theo ý kiến đa số của người dùng thích cái màu này cho những cái dòng xe SUV như thế này. Phần táp ly cửa vị trí người lái, đầu tiên là chúng ta có một cái lẫy mở cửa đỗ mạ chrome. Còn bản cao cấp này chúng ta có nhớ vị trí ghế lái với hai vị trí ghế các bạn nhé. Nếu chúng ta có hai xe hai người lái thì chúng ta có thể nhớ hai vị trí ghế lái. Ở đây là được bọc ra phần táp ly cửa này các bạn nhé, những cái đường khâu mũi chỉ này này. Ở đây chúng ta có những cái nút bấm rất là cơ bản thôi, nút khóa gương, phòng chống trẻ em, lên xuống kính, một trạm tự động vị trí người lái, rồi là điều chỉnh mặt gương, rồi là đóng mở cụp gương điện các bạn ạ. Phần loa của chiếc xe này thì chúng ta được trang bị đó là 10 loa Harman các bạn nhé, 10 loa Harman. Với chiếc xe Hyundai Tucson thì chúng ta được trang bị là 8 loa Bose, nhưng mà Santa Fe sẽ là loa Harman và được trang bị đến 10 loa các bạn ạ. Phần ghế của chiếc xe này của chúng ta sẽ là ghế có cái màu nâu kết hợp với cả màu đen, viền màu đen bên trong chúng ta là màu nâu, viền đen, những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết, độ hoàn thiện chi tiết rất là cao. Những cái lỗ thông khí ở đây sẽ giúp cho khách hàng của chúng ta chiếc ghế này có vừa có sưởi ghế, vừa có làm mát ghế các bạn ạ. Đấy, cả ghế phụ và cả ghế chính luôn quý chị các bạn nhé. Ghế ngồi thì cực kỳ là êm lưng luôn. Ngoài ra nữa thì trên cái phần ghế chính và ghế phụ đều là được điều chỉnh điện các bạn nhé, đều là được chỉ điều chỉnh điện. Với ghế chính này sẽ là điều chỉnh 12 hướng dành cho quý chị các bạn. Cho nên là chúng ta ngồi cái phần ghế của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp này, chúng ta sẽ cực kỳ là thoải mái, vừa có sấy ghế, vừa có làm mát ghế luôn. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ giới thiệu từ bên ngoài này vào bên trong. Đầu tiên chúng ta có một cái phần táp lô được bọc da màu nâu, bọc da các bạn nhé. Các bạn có để ý những cái đường khâu mũi chỉ này, các bạn có thể biết được ngay chứ không phải là nhựa đâu các bạn ạ. Cửa gió điều hòa nổi bật ở đây với những cái chi tiết chrome ở đây, nó thể hiện cái độ hoàn thiện chi tiết. Đây là nút cảnh báo lệch làn các bạn ạ. Ngoài ra bên cạnh này có nút mở cốp và nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt của xe. Nếu chúng ta có nhu cầu drift, drift gì thì chúng ta có thể tắt cái chế độ này đi thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng drift thôi. Tiếp theo nữa, phần giới thiệu đến quý vị các bạn đó là vô lăng lái. Vô lăng bọc da cao cấp và vô lăng nhà máy cũng rất chỉn chu khi nào có một cái lớp ni lông cho những khách hàng mới chúng ta nhận xe là mới hoàn toàn. Đây là những cái lỗ thông khí, vô lăng có sấy vô lăng các bạn nhé, có được sấy vô lăng đấy, tích hợp điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại, rảnh tay. Số túi khí là được trang bị 6 túi khí với phiên bản cao cấp này. Ngoài ra có cruise control các bạn ạ, có hỗ trợ giữ làn cho quý chị các bạn, có được trang bị về tính năng ga tự động và hỗ trợ giữ làn trên cái phần vô lăng này. Ngoài ra nữa thì vô lăng được tích hợp luôn lẫy chuyển số trên vô lăng khi mà chúng ta đi ở chế độ bán tự động. Đó, phần gạt mưa và phần đèn của chúng ta đều có chế độ auto tự động rồi. Nếu phần đèn chúng ta bật đèn nó ở chế độ tự động, nếu như mà khi mà trời sáng thì nó tự động tắt, mà trời tối thì nó tự động bật. Phần tiếp theo nữa
vào cái phần trung tâm này chúng ta quan tâm tới, đó là một cái màn hình giải trí được đặt thẳng đứng như thế này, và là màn hình giải trí là 10,25 inch dành cho quý chị các bạn. Màn hình giải trí 10,25 inch, trên đó ở bên dưới này chúng ta có hai cái cửa gió điều hòa. Ở bên dưới này nữa chúng ta có những cái nút bấm tinh chỉnh về cái màn hình giải trí. Chúng ta được tích hợp map. Đây, mình vừa bật nút map đây. Đây là cái map để chúng ta có thể đi đường một cách dễ dàng. Ngoài ra thì mình bật cái radio này lên. Radio thì các bạn có thể nghe đài, nghe đủ mọi thứ các bạn ạ. Các chương trình về đài radio đấy. Ngoài ra thì có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth nếu các bạn có nhu cầu xem phim, nghe nhạc. Nhưng mà đầu của hãng thì các bạn khi đi thì nó sẽ không hiện video đâu các bạn ạ. Ngoài ra ở đây chúng ta có những cái nút về hệ thống điều hòa, tăng giảm nhiệt độ điều hòa. Tăng giảm nhiệt độ điều hòa ở ghế lái chúng ta có thể điều chỉnh được, mà ở ghế phụ chúng ta cũng có thể điều chỉnh độc lập được các bạn nhé. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn ạ. Những cái nút tăng giảm quạt gió cho hệ thống điều hòa, điều chỉnh hướng gió, rồi là công tắc AC lấy gió trong lấy gió ngoài. Những cái nút bấm này thực ra thì các bạn cũng quá là, chúng ta nhìn để chúng ta nhận biết được là ngay mà. Những cái nút tiếp theo là hệ thống cần số của chiếc xe Santa Fe này, phiên bản cao cấp đều sử dụng là dạng nút bấm các bạn nhé. Có auto hold, có sấy vô lăng, có hỗ trợ đổ đèo. Khi các bạn đi đổ đèo chúng ta sẽ bật cái nút đấy. Có tắt bật cảm biến, rồi là bật cái nút view camera 360 để quan sát được xung quanh xe. Khi mà chúng ta đi xe mà lên xe chúng ta có thể quan sát thông qua cái camera 360 này. Ở bên dưới này thì các bạn có thể để ý tới những cái nút về làm mát ghế này, sưởi ghế này, đây là vị trí ghế lái này, làm mát ghế phụ và sưởi ghế phụ quý chị các bạn nhé. Tiếp theo nữa ở bên dưới này chúng ta được trang bị là một cái cổng USB này, rồi là ở đây chúng ta có một cái chìa khóa theo xe, có đề nổ từ xa các bạn nhé, có đề nổ từ xa, và ngoài ra có đóng mở cốp, rồi là bật tắt khóa cửa rất là bình thường thôi. Ở đây chúng ta có sạc không dây, với điều kiện điện thoại của chúng ta phải được hỗ trợ sạc không dây quý chị các bạn ạ. Bệ tỳ tay với máy xăng cao cấp sử dụng hộp số tự động 6 cấp, với máy dầu cao cấp sử dụng hộp số tự động là 8 cấp các bạn nhé. Máy dầu thì đắt hơn máy xăng là 100 triệu quý chị các bạn ạ. Tuy nhiên thì máy dầu lại được cái ưu thế là tiết kiệm hơn. Về cơ bản thì có người thích máy dầu, có người thích máy xăng, có mỗi cái nó có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng của mình. Tuy nhiên thì với Santa Fe thì máy xăng, máy dầu cao cấp thì những cái tính năng an toàn, tiện ích, kiểu dáng thiết kế, tính năng tất cả mọi thứ là y nguyên, nó chỉ khác nhau về cái hộp số và cái máy xăng và máy dầu thôi các bạn nhé. Chứ còn về option thì là y nguyên nhé. Trên đó là cái mức cập nhật về giá cũng như là chương trình khuyến mại, cũng như là Top KVN giới thiệu những đặc điểm về ngoại thất, nội thất của bản Hyundai Santa Fe cao cấp. Anh chị mà chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi cho hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top KVN. Xin chào ạ.